Em Lê Hương, tôi ở Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Em chào anh Nguyễn Văn Phán này. Thời tiết thì lắng quá nên em quyết định sẽ đổi buổi báo giá trực tiếp của em Lê Hương ô tô Hải Dương sang khung giờ vào buổi tối. Vào 19 giờ các ngày thì em Lê Hương sẽ báo giá trực tiếp của em những buổi báo giá này. Báo giá xe trên toàn quốc nhà mình nhé, trên fanpage chính thức của em Lê Hương ô tô Hải Dương. Số điện thoại em đã ghim dưới màn hình rồi. 0354602790. Em chào bác Thơm Lê này, chào bác Nguyễn Văn Phán này, em chào anh Dương Kết này. Đúng rồi, anh ơi, chào em buổi tối nhiều niềm vui. Các anh đừng quên rằng hãy chia sẻ cho em bằng một cách là chia sẻ cho em lên này, lên trang cá nhân này, trang hội nhóm này. Em chào anh Sầm Đức Hiệp nhé. Sắp mưa rồi, rồi em mong mưa lắm luôn. Ba Tư không mưa anh ạ. Ba Tư cả ngày nay nắng lắm. Nắng đến nỗi mà trưa nay em định ra live stream lúc trưa một chút nhưng mà lắng quá em lại thôi. Em chào anh Huân, anh Dương Kết và anh Huân ơi, chia sẻ cho em nào, chào bác Thơm Lê nào. Chia sẻ lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em này, về thêm rất là nhiều xe luôn. U bảo con gái xinh thế. Chào bác Xuân Cường nhé, chia sẻ hội em lên nào. 30 giờ mưa rồi. 30 mưa anh, ở em đang mong mưa đây. Kể cả hôm nay mà mưa thì em cũng xin nghỉ một hôm để nghỉ một hôm cho đỡ nắng này, nhưng mà chưa mưa anh nhé. Chia sẻ cho em lên Hương lên ạ, rất là nhiều xe luôn. Hyundai Accent này, Vios số sàn, Vios số tự động, về thêm rất là nhiều luôn. Có cả Kia Rio, Kia số sàn, số tự động bản nhập Hàn này. Đừng quên là hãy chia sẻ cho em lên ạ. Số điện thoại em đã ghi lên rồi, 0354602790. Không biết là hôm nay các bác có xem bóng đá hay không, nhưng mà trận bóng đá hôm nay thì cũng vừa vừa thôi, không phải trận to. Em chào bác Sơn Nô này. Đừng quên là hãy chia sẻ hỏi em nhé. Em chỉ xin một phút nữa thôi là em sẽ đi báo giá buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay của em Lê Hương ô tô Hải Dương. Em chào bác Thanh Đào này. 13 khách hàng rồi, 14 khách hàng và số lượng mắt khách hàng đang lên rất là nhanh. Cảm ơn tất cả khách hàng đã chia sẻ giúp em ạ. Xe nào thì cũng giảm cho mình 10 triệu đồng. Tùy vào đầu xe nhé, nếu như xe hơn 100 triệu một chút thì không thể giảm được 10 triệu. Nhưng xe cứ từ trên 200 triệu đổ lên thì em sẽ giảm khách hàng nhà mình 10 triệu đồng. Cộng bao rút hồ sơ luôn. Tối mát giờ như thế này phải bớt nhiệt tình để khách hàng có thể một là yêu thương em, hai là cùng em Hương xem hết buổi báo giá ngày hôm nay này. Em chào anh Trần Huy Tuấn Thuấn này. Trần Huy Thuấn. Hôm nay mùng 1 tháng 6 thì khách hàng có cho con đi đâu chơi không ạ? Những khách hàng nào mà không bận gì thì vào cùng em nhé, xem buổi báo giá của em này. Em chào bác Lữ Thị Nga này. Chia sẻ cho em lên trang cá nhân này, trang hội nhóm giúp em ạ. Thả tim thả like. Khung giờ của em thì nó không quen thuộc như mọi ngày, nhưng mà rất mong là khách hàng sẽ quan tâm ủng hộ em nhé. 19 khách hàng rồi và bây giờ thì em xin phép được quay sang cam sau để đi báo giá buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em ạ. Em chào bác Khúc Thừa Thống này. Em xin phép được quay sang cam sau ạ để đi báo giá nhé. Không có tiền cũng tham khảo tí nha. Ok anh ơi. Anh Sơn ơi, ok anh luôn. Mình là chưa muốn mua xe mà mình chưa mua xe thôi, còn mình cố gắng là sẽ mua được anh ạ. Chưa mua xe được thì có thể cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ trên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Em chào anh Cao Thanh Lâm này. Ôi nhiều xe đẹp lắm này đây. Một siêu phẩm mà em muốn giới thiệu ngay. Một chiếc xe Kia Rio đời 2015 với lớp sơn màu trắng đẹp, biển thủ đô Hà Nội. Bản này là số sàn, đời 2015 nhập Hàn nguyên chiếc. Em đang bán là 325 triệu. 325 triệu Kia Rio. Ghế da thì đẹp căng. Ghế da thì em mới lên bộ ghế da luôn, thay luôn bộ ghế da mới luôn này. La răng thể thao, phanh ABS, xin nhan chân gương đầy đủ, có cam hành trình đầy đủ cho em này. 325 triệu Kia Rio, số sàn bản nhập Hàn 1.4. 325 triệu thôi ạ. Chào em, chúc em bán tốt, may mắn. Em cảm ơn anh Minh Quân này, anh Trần Minh Quân này. Em chào anh Tư Phạm này, em chào anh Sơn này. Chào anh Nguyễn Hoàng nhé. Đừng quên là hãy chia sẻ giúp Lê Hương đi ạ. Buổi rồi, tối mát trời như này sẽ like kỹ hơn buổi trưa nhé. Buổi trưa lắng quá không thể like được. Kia Rio đời 2015, số sàn nhập Hàn nguyên chiếc, giá chào bán 325 triệu. Động cơ trang bị là 1.4, màn hình giải trí có rồi. Vì khoảng cách của hai xe nó hơi sát vào nhau nên em không muốn mở, sợ nó va vào để xước sơn mất.
La răng thể thao đẹp. Đèn halogen và đèn gầm đầy đủ cho em. Biển 30, 325 triệu. Bên cạnh chiếc xe Kia Rio bản Nhật Hàn thì em lại có một chiếc xe Tucson cũng là bản Nhật Hàn cho em này. Tucson gầm cao, 5 chỗ ngồi, máy dầu, số tự động. Em đang bán là 535 triệu, đời 2010, số tự động ạ. Bác Hà Văn Năng bảo chào em Hương xinh gái, chúc em Hương buôn may bán hết hàng. Em cảm ơn anh Hà Văn Năng nhé. Em chào anh Lâu Văn Thắng này. Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao, có sấy sưởi kính, ghế da zin đẹp, màn hình có rồi. Đề lỗ thông minh, đèn là đèn bi salon này, có cả đèn gầm nhé. Cam hành trình có, cam lùi có luôn, màn hình giải trí, túi khí an toàn. Đời 2010, 535 triệu. Ôi đúng là đi qua những cái buổi chiều trưa ngày nắng em mới thấy yêu thêm cái buổi chiều mát như thế này. Nai chim không phải mũ, không phải nón, quần áo thoải mái. Nói chuyện cùng khách hàng như thế này rất là vui luôn. Em chào anh Nguyễn Trọng Hùng này. Đừng quên là hãy chia sẻ cho em nào. Sờ Bắc Van 95 triệu. À xin lỗi em, 85 triệu. Sờ Bắc Van tập lái đăng ký 2 chỗ ngồi đây. Đời 2010, nước sơn màu bạc rất là đẹp luôn. Nói chung sờ Bắc Van thì các bác là một là mới lấy bằng này, hai là khách hàng nhà mình muốn vừa đi này vừa chở đồ thì sờ Bắc Van là một sự lựa chọn lý tưởng cho mình nhé. 85 triệu này, chúc em luôn đắt hàng nhé. Chào em xinh tươi, em cảm ơn anh Long Văn Thắng này, cảm ơn anh Phạm Phương này. Đừng quên là các anh hãy chia sẻ giúp em lên trang cá nhân vợ nhóm nhé. Bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Captiva. À bật mí là hôm nay em còn có chiếc cả chiếc Max C250 đẹp lắm. Captiva 228 triệu, ghế da thì đẹp căng. Số tự động đẹp, màn hình giải trí có này. 228 triệu, đời 2007. Động cơ trang bị là 2.4, số tự động này. Xe đẹp quá. Có xe Tucson 2018-2019 không? Tucson thì em tạm hết này. À Tucson 2018-19 em tạm hết nhá. Em còn 2010, máy dầu, số tự động 2 cầu nhập Hàn Quốc cho em. Captiva đây ạ, 7 chỗ ngồi. Đời 2007, giá chào bán 228 triệu. Em chào anh Lê Giảng này. Em chào bác Ngô Bá Hùng. Em chào anh Chết Vì Yêu Yêu. Cái anh Chết Vì Yêu Yêu này nếu không nhầm là cùng đồng hương của FQ của em rồi. Chồng chị sao thì phải, đúng không anh Phúc ơi? Hình như anh Phúc đúng rồi. Anh Phúc ơi, chia sẻ hỏi em Lê Hương lên nhá. Bác Ngô Bá Hùng cũng vậy, đừng quên hãy chia sẻ giúp em nào. Bên đây thì em lại có một chiếc xe Hyundai i10 biển thủ đô Hà Nội. i10 bản đủ đời 2014 em đang bán là 225 triệu, bản đủ mà chỉ có 225 triệu thôi. i10 bản đủ đây ạ, đời 2014 nhá, nhập khẩu 1.0 số sàn 225 triệu. Nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa này. Màn hình giải trí có này, đề lỗ thông minh, ghế da thì cực đẹp luôn. Bản đủ thì sẽ có túi khí an toàn cho em nhé. Đề lỗ thông minh 225 triệu cho chiếc xe Hyundai i10 bản đủ này. Còn ở đây có khách hàng nào thích xe Mẹc không ạ? Em có một chiếc xe Mẹc C250. Ôi xe đẹp dã man luôn, biển thủ đô, nước sơn màu đỏ. Em này hợp với em Hương này. Em này hợp với em Hương này. Đẹp luôn, mới về đây ạ. La răng thể thao, phanh ABS. Mẹc C250 bản blue cao cấp nhất. Ít nhất em này cũng phải trên 400 rồi. Xe rất là đẹp luôn, biển thủ đô Hà Nội. Mẹc C250 thì ngày mai em sẽ báo giá chính xác nhé. Còn bên đây thì em có một chiếc xe Vios số sàn đời 2011, giá chào bán chỉ có 200. Giá chào bán chỉ có 210 triệu đồng thôi ạ. Một khách hàng nào đang bình luận là đồng ý thì cọc 20 triệu, không biết đồng ý chiếc xe nào nữa. Vios đời 2011 màu trắng đẹp cho em. Màn hình giải trí này. Túi khí an toàn. À em này thì chưa có túi khí này, bản này chưa có túi khí nhá. Nhưng có màn hình giải trí và ghế da đẹp, màu trắng đẹp, ốp hết mạ chrome cao cấp và tay lắm cửa rồi. 210 triệu đồng cho chiếc xe Vios đây ạ. Vios đẹp đây ạ. Ui chết rồi. Chết rồi, em lại bật wifi cơ, không biết là ra ngoài thôi, không dám ra ngoài nữa đâu. Lại mất mạng bây giờ. Chết rồi, em chưa chuyển đổi wifi giờ mà em chuyển sang 3G thì sợ mất mạng mất. Bên đây thì em có một chiếc Na City biển 89 này, em đăng rõ cả biển này. Biển 89 Na City SE đời 2010. Bản này nhập Hàn nguyên chiếc 1.6, em đang bán là 225 triệu. 225 triệu cho chiếc xe La City bản nhập Hàn. Có ghế da là ghế da thể thao đẹp này, màn hình giải trí xịn sò luôn. Mà chỉ có 222 triệu thôi, form dáng sedan, hai đầu cực chất cho em luôn.
Em chào anh Thắng Nguyễn này, chào anh Văn Cấp ạ, đúng không ạ? Chào anh Hoàng Phát này. Các anh đừng quên là hãy chia sẻ cho em nhé. Phát Hoàng Thịnh Phát, tên rất là phát đạt luôn. Chia sẻ hỏi em Lê Hương lên ạ. Số điện thoại em đã ghim dưới màn hình rồi, 0354602790. La City SE biển 89, 210 triệu đồng. Cam hành trình có, cam lùi có, lắp luôn cả lipo. Tay thì ốp hết mạ chrome tay nắm cửa rồi, có lipo luôn. Và bên đây thì em lại có khách hàng nhà mình này. Một chiếc xe ghét biển thủ đô Hà Nội. Một chiếc xe ghét màu vàng số tự động này. Giá chào bán 190 triệu, đời 2008, bản nhập khẩu số tự động. Động cơ trang bị là 1.4. Ghế da hai màu đẹp, màn hình giải trí có rồi. Nếu như mà đi xe ghét nhập khẩu mà số tự động, khách hàng nào mà mua về cho vợ bằng B1 đi bằng số tự động ấy thì cực kỳ ok cho em này. 1.4 lên là siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em nhé. 190 triệu. La răng thể thao đẹp luôn ạ. Phanh ABS đầy đủ nhé. Con chào cậu Thiết Đồng này. Rất là nhiều xe đang được chào bán bên em Lê Hương ô tô Hải Dương. Khách hàng quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại phía dưới bình luận bài viết ngày hôm nay cho em ạ. Chào bác Thu Hương nhé. Còn bên đây cũng lại một chiếc xe i10 bản đủ này. Thời điểm hiện tại khách hàng mà quan tâm về i10 bản đủ thì em rất là nhiều luôn. Một chiếc xe i10 bản đủ biển 37 đây. i10 biển 37 đời 2014 nhập khẩu 225 triệu. Bên cạnh i10 thì em có Kia Morning. Kia Morning nhưng mà lước sơn là màu vàng zin đẹp này. Em chào anh Quân Cóc nhé. Hôm qua anh Quân Cóc bình luận là chốt chiếc xe nào, đến lúc em hỏi lại không đang trả lời nhé. Em chào anh Quân Cóc ạ. Morning đời 2016 với lước sơn màu vàng zin đẹp, 215 triệu. Động cơ trang bị của xe là 1.25 số sàn ạ. Màn hình giải trí có rồi, ghế da cũng rất là đẹp luôn, có hai cái phím bấm trên vô lăng. Quan trọng là máy số ngon, sơn màu vàng là sơn zin đẹp cho em này. Lên luôn cả la răng rồi. 215 triệu cho chiếc xe Kia Morning màu vàng zin, số máy cực ngon cho em ạ. Đèn gầm có, đèn hậu sáng này rất là sắc nét luôn. Và bên đây thì em có cho khách hàng nhà mình nhá. Khách hàng nhà mình quan tâm này thì em có này. i10 nữa đây. i10 chỉ có 125 triệu thôi. Dưới 150 triệu có rất là nhiều sự lựa chọn luôn. Bên cạnh chữ i10 thì em có một chiếc Avel. Avel 245 triệu đời 2017, giá chào bán là 245 triệu. Động cơ là 1.4 số sàn đây ạ. Avel đây ạ. Màu trắng đẹp nhá. Số máy thì cực ngon cho em luôn. Kia Rio nhập Hàn nguyên chiếc đời 2015, giá chào bán là 325 triệu. Cam hành trình có, cam lùi có, màn hình giải trí có, động cơ chỉ có 1.4 thôi, số sàn 325 triệu, màu trắng rất là đẹp luôn. Nội thất máy móc sơn si đẹp. Ngồi trong xe hệ điều hòa của em nó thơm lắm luôn. Bình thường khi mà mở vào xe nhiều xe nó có mùi da rất là kinh, nhưng em này mùi rất là thơm luôn. Nhiều xe đẹp quá. Em đang ngắm xem chiếc xe Vios mà số tự động ở đâu đấy ạ. À, hôm qua thì khách hàng nào quan tâm về chiếc xe Hyundai Avante. Avante bên em là màu 36 ạ. Anh Quân Cóc đợi em một chút này. 36A để em nhìn lại là em không nhớ biển số anh ạ. Anh 36A là chiếc nào nhỉ anh nhỉ? Anh có thể đọc cho em rõ là 30 này. 15A này. 36A là chiếc nào anh Quân Cóc nhỉ? Ví dụ như là chiếc xe i10 hay là, em không nhớ là chiếc 36A là chiếc nào, anh Quân Cóc ơi bình luận lại hộ em được không ạ? Vừa rồi em có quay chiếc nào 36 không nhỉ? Ở đây là 15A nhá, anh Quân Cóc ơi bình luận lại em ấy. Tại vì nhà hơn trăm đầu xe em không nhớ được biển số anh ạ. Em không thể nhớ hết được biển số xe đấy. Em anh bình luận lại giúp em là 36A này là chiếc xe gì được không ạ? Ví dụ như Lacetti hay là i10 nhá. Em chào bác Phạm Hiển này. Ở đây em có một chiếc xe màu đen form dáng hai đầu. CDX đây ạ. Cam hành trình đầy đủ này, đời 2009 nhập khẩu. Động cơ trang bị là 1.6 số tự động, 5 chỗ ngồi đây ạ. La răng dạng thể thao này, 5 chấu phay đẹp chưa ạ? Phanh ABS này. Giá chỉ có 238 triệu thôi ạ. Anh Quân Cóc ơi bình luận lại giúp em được không ạ? Tại vì em không nhớ rõ hết được biển số bên em.
nên là bình luận như này em không biết là chiếc xe nào cơ. Cam hành trình có, màn hình giải trí có rồi, đề lổ thông minh, CDX đây ạ. Giá chào bán chỉ có 238 triệu thôi. Thời điểm hiện tại mà khách hàng mua CDX thì bên em có đến 8 đến 10 đầu xe luôn. Chào bác Ngọc Lệ này, chào bác Ngọc Lệ, chào bác Hà Nhung, chào bác Candy Mạnh này, bác Ngọc Lệ nhá. Bác bình luận về mua xe của cháu rồi nhưng mà cháu bảo bác cọc thì bác chưa cọc. Mỗi lần mà cháu lên sóng thì bác lại cọc một chiếc thì không biết là bác đang ưng chiếc nào. Hay là bác ưng chiếc Zio này của cháu đây này, 325 triệu, Kia Zio nhập hàn nguyên chiếc đây ạ, đời 2015, nhập hàn nguyên chiếc 1.4 số sàn, màu trắng đẹp, không đâm xô và không ngập nước. Anh Quân Cóc ơi, bình luận lại hộ em được không ạ? 36A mà em không biết là chiếc nào luôn. Hyundai Avante em có màu đen và em có màu trắng này. Hôm nay thì em về thêm màu trắng, biển thủ đô Hà Nội, bốn mắt cảm biến va chạm, cam hành đùi có, cam hành trình có này. Lăm chấu, la răng lăm chấu dạng thể thao nhá, lăm chấu thể thao đẹp luôn. Màn hình giải trí có rồi, ghế da zin. Avante số tự động, bản này có cửa lóc, phun kịch cửa lóc cho em này. Cam hành trình có, cam lùi có ạ. 328 triệu cho chiếc xe, cho chiếc xe Hyundai Avante đây ạ. Avante màu trắng đẹp, hơn 300 triệu là có xe đi rồi. Xe này cực đẹp luôn, xe rất là đẹp luôn. Chào bác Hương Xuân nhé, chúc bà chủ chốt được nhiều xe. Chào bác Cường Nhất này, chào bác cha lái đò. Fiat 2018 em có anh ơi, Fiat 2018 số tự động. Đâu rồi, em không nhìn rõ ở đâu. Em có Fiat nha anh Vũ Duy Khánh này, anh Khánh Duy ơi. Để lại bình luận và để lại số điện thoại cho em nhé. Một chút nữa thì em sẽ quay Fiat này, vì vừa rồi dồn xe vào nên em chưa nhìn rõ Fiat ở đâu. À đây rồi, anh Duy Khánh này. Một siêu phẩm Fiat bản E xịn số tự động, đời 2018, động cơ trang bị 1.5, biển là biển 19 này. Em đang bán là 448 triệu. Số sàn là anh Duy Khánh, số sàn thì em có đời 2016, 355 triệu nhá anh Duy Khánh nhá. Để lại số điện thoại cho em. Mazda, Mazda 3, Mazda 3 thì em có Mazda 3S màu trắng này và Mazda 3S màu đỏ này. Bác Cường Nhất hỏi có 300 dáng đẹp không? Vừa rồi em đã nói rồi, nếu như có hơn 300 thì đi cho em một chiếc xe Kia Rio bản nhập hàn nguyên chiếc đi, biển thủ đô Hà Nội, ghế da zin đẹp căng luôn. Vừa rồi em đã lên ghế da mới tinh cho mình luôn. Màn hình giải trí có nhá, giá chỉ có 325 triệu thôi. Màu trắng đẹp, nam nữ đi đều ok cho em này. Còn Mazda 3S thì em có màu đỏ nhá, bác Ánh Tuyết này, bác Nguyễn Ánh Tuyết này, nếu chị là nữ thì đi Mazda 3S của em chỉ có 285 triệu thôi. Bạn này thì có cửa lóc này, xi nhan trên gương, la răng thể thao, đèn là đèn bi salon nhá. 285 triệu, đời 2009, bản nhập khẩu, số tự động đây ạ. Em đã nhìn thấy số thoại của anh Duy Khánh rồi. Một chút nữa xuống like thì em sẽ kết nối Zalo để em gửi cho anh hình ảnh và video chi tiết nhất về hai mẫu xe Vios bên em, có số sàn, có số tự động. Siêu phẩm Vios số tự động đây ạ. Cam hành trình có, cam lùi có này, số tự động đẹp luôn. Bản này là 1.5. Giá chào bán là 448 triệu nhé. Ghế da zin, máy số zin, cam kết không đâm xô, không ngập nước. Xe đẹp xuất sắc luôn, 448 triệu ạ. Hơn 300 triệu để có nhiều sự lựa chọn nhé. Em chào anh Văn Chỉnh này. Kia Rio là 325 triệu, Hyundai Avante chỉ có hơn 300 triệu một chút thôi. Hoặc nếu như khách hàng nào mà thích một cái màu xanh mắt mắt thì em có cả cho mình một mẫu xe hatchback nhỏ gọn đây. Một mẫu xe Hyundai i10 mới về bên em đây. Ngày mai thì em sẽ lên sóng cho chúng mình một chiếc xe Hyundai i10 này. Em rất là nhiều i10 luôn, nhập khẩu có, lắp ráp có và màu nào em cũng có luôn. Phong thủy bắc màu nào thì sẽ chọn cho em một cái màu đấy cho hợp phù hợp nhé. Em chào anh Nguyễn Phi Hoàn này. Đừng quên là hãy chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Em chào anh Lê Trung nhé. Vios thì em có cả Vios đời 2011 với nước sơn màu vàng cát đẹp đây, biển 37, 215 triệu cho chiếc xe Vios đời 2011, động cơ trang bị là 1.5 ạ. Bên đây thì em có Lacetti.
một chiếc xe Lacetti biển 37 này. Ba chiếc Lacetti 37A đây ạ. Bản này là bản số sàn nhập khẩu đời 2009, giá chào bán chỉ có 193 triệu cho chiếc xe Lacetti đây ạ. Lacetti 193 triệu, form dáng sedan hai đầu đẹp luôn. Ghế da hai màu nhá. Đầy đủ cho em có cả túi khí an toàn rồi. Màn hình thì chưa có, nếu bác nào cần thích màn hình lên luôn, tặng luôn một màn hình ạ. Em chào anh Lê Trần Thống này. Bên đây thì em có một chiếc xe CDX. Nếu mà chiếc xe CDX này thì đang là đứng đầu về đời nhá. Đời 2010, đăng ký 2011. La răng thể thao đẹp cho em này, phanh ABS. Và em nó là đang chào bán với giá là 260 triệu. Động cơ trang bị của CDX là 1.6 này. CDX thì sẽ có cửa lóc, bề lỗ thông minh, màn hình giải trí đầy đủ cho em này. Ghế da hai màu, đời 2010 và đăng ký là 2011 nhá. 260 triệu ạ. Em chào anh Toàn Vũ Đình này, em chào anh Nguyễn Quang Linh này, chào anh Nguyễn Đình Chất này. Biển 99 này, CDX là biển 99 này. Bên đây thì em có một chiếc xe mẹc C250 với nước sơn màu bạc đời 2009 này. Giá chào bán là 379 triệu, la răng tăm rất là đẹp luôn. Em chào anh Tạ Duy nhé. Tài chính 300 triệu đi được xe gì à, anh Trần Thống ơi? Tài chính 300 triệu à? 300 triệu thì một là anh đi CDX này. CDX 260 triệu đời 2010, đăng ký 2011, bản nhập Hàn số tự động. 260 triệu này. Còn nếu như anh cố được lên một chút này thì em có một chiếc xe Kia Rio số sàn đời 2015, nhập Hàn nguyên chiếc nhé, biển thủ đô Hà Nội, giá chào bán là 325 triệu. Nếu như anh thích mẫu xe này thì em sẽ giảm thêm cho mình. Tài chính 300 triệu có nhiều sự lựa chọn anh nhé. Hoặc là Avel đây ạ. Một chiếc Avel chỉ có 200, hơn 200 một chút thôi. Quan trọng là anh Lê Trần Thống thích xe nào, số sàn, số tự động, màu gì, phong thủy hợp như thế nào thì để lại số điện thoại cho em. Tí nó xuống livestream để em sẽ báo giá cho mình nhé. Em sẽ báo giá luôn cho khách hàng nhà mình này. Em chào anh Cường Móm, em chào anh Tạ Duy này. Bên đây thì em có một chiếc Accent này. Đang livestream thì một chiếc xe lồng đến để chở xe đi lên về làm dâu Điện Biên rồi đây này. Accent biển 89 này. Bản lắp ráp trong nước đời 2019, Accent đời cao chót vót, động cơ trang bị 1.4, em đang bán là 385 triệu. Anh ơi, nếu như 300 triệu là một là đi Mazda 3S này, đời 2009 nhập khẩu, giá chào bán là 285 triệu. Hoặc là CDX này, các bác nhìn thấy không ạ? Xe lồng lại đến chở xe đi để về làm dâu của các tỉnh thành trên toàn quốc rồi, lại xe lồng rồi, lại chuyển một em xe làm dâu về đâu nhỉ, Điện Biên rồi. Số tự động thì em đợi em một chút nhá, em nhiều lắm này. Hoặc anh có thể đi cho em một chiếc xe Hyundai i10. i10 nhập khẩu đời 2014, số tự động. Giá thì có 295 triệu thôi ạ. Một em Ford EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao đời 2016, nước sơn màu trắng đẹp, bản này là 6 túi khí này. 435 triệu, số tự động, động cơ là 1.5. Đời 2016. Em chào anh Nguyễn Cảnh này. Chào anh Nguyễn Dũng Bá, chào anh Dũng Bá này. Hoặc nếu như mà số tự động mà hai vợ chồng có bằng rồi thì đi cho em Fadin đi. VinFast Fadin đời 2019, số tự động. Em đang bán là 340 triệu đời 2019 nhá. Số tự động, động cơ là 1.4, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí có rồi. Không thiếu một cái gì luôn, la răng thể thao, lắp hết ốp hết mạ chrome tay lắm cửa này. Lốp lắp lipo rồi. Xin nhan trên gương đầy đủ cho em. Em chào anh Dương Công Việt này. VinFast Farin 340 triệu hạ thu rồi này. Xe rất là đẹp luôn, giá rẻ luôn nhá. Đời 2019 cao chót vót luôn. Còn bên đây thì một chiếc bán tải đây. Bán tải biển thủ đô Hà Nội đời 2013, số sàn. Số sàn 2 cầu. 415 triệu cho chiếc xe Ford Ranger bán tải máy dầu bên em. Số sàn 2 cầu 2.2, biển thủ đô, đời 2013, 415 triệu, động cơ là 2.2. Em chào bác Vũ Mạnh Hà này. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Tài chính trên 300 triệu thì có nhiều sự lựa chọn nhé. Anh Trần Thống để lại số điện thoại cho em. Tí lỗi em ra xuống và nhắn tin cho anh.
để tư vấn cho anh một mẫu xe hợp lý này, vừa phù hợp với kinh tế gia đình, vừa phù hợp nếu như mà cả hai vợ chồng đều đi được nhé. Còn ở đây thì em lại về thêm một chiếc xe với nước sơn màu trắng đẹp đây. Các bác nhìn này, biển 34 bánh đậu xanh, một chiếc Chevrolet Cruze, số sàn đời 2012, động cơ trang bị là 1.6, em đang bán là 258 triệu. Khách hàng đang quan tâm mẫu xe nào thì đừng quên là hãy chia sẻ giúp em Lê Hương nhé. Buổi tối livestream em sẽ nói rõ hơn này, chi tiết hơn về tất cả các đầu xe. Và cũng cam kết rồi, để cho khách hàng nhà mình một cái giá đẹp nhất luôn. Chào bác Giang Hân nhé, chào bác Nguyễn Thành Hưng, chào bác Nguyễn Văn Khiêm này, chào bác Vũ Mạnh Hà này. Đừng quên là hãy chia sẻ cho em Lê Hương ạ. Kết nối Zalo cho em 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Đèn halogen này, đèn gầm là đèn LED đầy đủ này. Chevrolet Cruze đời 2012, 258 triệu, nước sơn màu trắng rất là đẹp luôn. Vâng, em chào anh Nguyễn Cảnh nhé. Anh Nguyễn Cảnh mới xem báo giá livestream của em thì cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ. Chevrolet Cruze này, ghế da thì đẹp căng luôn. Ốp hết cả như là phần ở bên táp ly táp lô đều ốp da đẹp cho em nhé. Em chào anh Nguyễn Trương này. Còn nếu mà khách hàng có xe tài chính dưới 150 triệu thì em có cho mình một chiếc xe Genta đời 2008 này, 136 triệu. Nhiều xe đẹp quá, em cảm ơn anh Phạm nhé. Anh Phạm này, anh Trương Nguyễn này, anh Nguyễn Cảnh này, đừng tiếc những lượt like, hãy chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm giúp em ạ. Genta 136 triệu đời 2008 này. Bên đây thì em có một chiếc xe CDX này. Thời điểm bây giờ mà mua xe CDX bên em mình nhiều lắm luôn. CDX 255 triệu đời 2009, nhập khẩu, số tự động 1.6, cửa lóc có, đề lổ thông minh có, màn hình có rồi. La răng ra, lăm chấu dạng phanh, phanh ABS đầy đủ này. Còn 5 chỗ gầm cao thì em có cả CRV, Honda CRV 5 chỗ gầm cao số tự động bản này 2.0, biển 34 bánh đậu xanh. Em đang bán là 408 triệu cho chiếc xe Honda CRV bên em ạ. Honda CRV đây ạ, 408 triệu. Em chào bác Trần Đức Anh này, chào bác Vĩnh Đình này, đừng quên là hãy chia sẻ cho em Lê Hương lên ạ. Màn hình giải trí có này, căn chỉnh làn đường, sấy sưởi kính đầy đủ cho em, 408 triệu cho chiếc xe Honda CRV 5 chỗ ngồi gầm cao. Và bên đây hôm nay tiếp tục bán tải nhá, trong cái vòng series bán tải thì em nhiều xe lắm luôn. Sáng nay chốt được Mazda 3S chưa, em lặn mất tâm luôn. Anh Nguyễn Trương ơi, có khả năng là thời gian bây giờ thì em sẽ làm livestream vào buổi tối ấy. 19 giờ các ngày em sẽ livestream, vì buổi trưa lắng quá em không thể nào vừa tiếp khách xong mệt rồi tí lại livestream, không thể nói được anh ạ. Bây giờ em vẫn nhìn thấy khách hàng thân thuộc của em này, anh Trương Nguyễn này, anh Lê Trung Hiếu này. Đấy, tất cả khách hàng từ buổi trưa của em thấy em không livestream là sẽ đoán rằng em nay buổi tối đúng không ạ? Đừng quên là hãy chia sẻ cho em nhé. Một em Nissan Navara bán tải màu trắng đẹp, biển thủ đô. Ôi xe đẹp xuất sắc luôn. Nissan Navara, số tự động một cầu 2.5, đời 2017, em đang bán là 535 triệu. Em Nissan này bằng tiền với em Nissan Navara màu xanh nhé. Vậy là em đang có hai chiếc xe Nissan Navara. Nếu như bác nào mà bên công trình công trường này nhìn em Hương có mẫu xe Nissan Navara này là yêu luôn này. Màn hình giải trí đầy đủ cho em, ghế da này thông hơi thoáng khí này, má ghế đẹp luôn, màu ghế da rất là đẹp luôn. Đây anh nhìn này, rất là đẹp luôn ạ. Nissan Navara 535 triệu. Em có hai chiếc Nissan Navara, đều là số tự động. Chiếc màu trắng này là 2019 này, một cầu máy dầu số tự động. Còn một chiếc màu xanh nữa là đời 2018, cũng 535 triệu. Form dáng đẹp, máy số ngon. Chiếc 2018 thì em chưa lên thùng, còn chiếc 2019 này thì lên thùng thấp như này rồi cho em nhé. Màu trắng đẹp luôn, 535 triệu Nissan Navara số tự động đẹp đây ạ. Nước sơn màu trắng đẹp, biển thủ đô Hà Nội cho em. Em chào anh Phạm Thuân này, chào anh Trấn Thành này, chào anh Trương Hữu Quỳnh này. Đừng tiếc, hãy cho em xin một lượt like đi ạ, một lượt chia sẻ cho em. Bên đây thì em có một chiếc xe ghét số sàn đời 2009, nhập khẩu nhá, động cơ là 1.1, giá chào bán là 158 triệu, số máy cực ngon cho em. Chúc em
bán tốt, hạnh phúc, vui vẻ. Vâng, anh Quân Cóc ơi, em vẫn chưa hiểu là vừa rồi anh chốt chiếc xe nào luôn. Bình luận là biển 36, em không nhớ được biển xe đây. Còn ở đây thì em có một chiếc xe Kia Morning, số tự động, biển 88 này, Vĩnh Phúc này. Biển 88, la răng hoa mai, đèn halogen, có đèn gầm, xi nhan trên gương, 235 triệu nhập khẩu đời 2010 cho chiếc xe Kia Morning số tự động đẹp bên em, ghế da này, đẳng cấp luôn. 235 triệu là sở hữu một chiếc xe Kia Morning này, các bác nhìn la răng này, hoa mai đẹp như thế này cơ mà. Màu sơn là màu vàng zin cho em nhé, 235 triệu. 7 chỗ ngồi thì em có cả Kia Zondo máy dầu 7 chỗ ngồi nhé. Máy dầu đây, nếu như xăng mà đang đạt ở cái ngưỡng 31.000 đến 35.000 một lít thì các bác có thể đi máy dầu cho em này. Kia Zondo máy dầu 7 chỗ ngồi 468 triệu. 4 mắt cảm biến va chạm phía sau, bô líp đôi thể thao rồi, có đèn báo rẽ trên cao nhé. Gương kính thì cụp chỉnh tự động cho em, cụp xòe tự động. Xi nhan trên gương đề lỗ thông minh. Màn hình giải trí này, em này nó sẽ tự động khóa cửa khi các bác cầm chìa khóa ra ngoài, nên là lúc nào cũng không quay được nội thất luôn. Bên trong thì có ghế da, có đề lỗ thông minh. 468 triệu la răng thể thao đẹp, phanh ABS cho em nhé. Máy dầu ạ, số tự động đẹp. Em chào anh Hà Lê, chào bác. Em chào anh Phạm Tân nào. Em chào anh Đỗ Quang Thắng này, anh Phạm Tân ơi chia sẻ cho em ạ. Em chào anh Khương Khiêm Phạm nhé. Đừng quên là hãy chia sẻ cho em Lê Hương một nút lên trang cá nhân hội nhóm này. Anh Trương Nguyễn vừa hỏi Mazda 3S đâu thì đây anh ơi. Rút biển này, tháo biển đi rút hồ sơ rồi. Mazda 3S đã lấy chồng về Quảng Ninh rồi, làm dâu Quảng Ninh. Làm dâu Quảng Ninh rồi. Còn ở đây thì một chiếc xe Zoti T600 320 triệu đời 2016 bản nhập khẩu nhé. Đầy đủ đồ chơi, option full đồ chơi cho em luôn. Đèn LED này, đèn bi salon này, đèn gầm, gương kính cụp chỉnh. Có cửa lột sổ toàn cảnh panorama, cam hành trình, cam lùi và có chế độ liếc đèn theo vô lăng. Hỗ trợ chân trượt, hỗ trợ đổ đèo, 320 triệu, động cơ là 2.0 cho em. 2.0 nhé. Em chào bác Xuân Thanh này, chào bác Hà Lê này. Bác Hà Lê đúng rồi, phải tăng tên chồng của mình vào, gắn thẻ chồng của mình vào, xem đi. Cố gắng lên để mua ô tô đi, chứ lắng như này mà lai con về lội về ngoại là vất vả lắm luôn. Bên đây em có một em Kia Morning đời 2010 năm mà giá chỉ có 199 triệu, chưa đến 200 triệu. Biển 14 này, Kia Morning 199 triệu. Động cơ trang bị là 1.25, nước sơn thì màu đỏ đẹp. Màn hình giải trí vừa vừa thôi, bản này chưa có túi khí an toàn nhé. 199 triệu, la răng thể thao đẹp, la răng thể thao đẹp rồi, nước sơn màu đỏ đẹp luôn, mà giá là đẹp nhất luôn, 199 triệu. Em chào anh Trình Bùi này, chào anh Sinh, Vũ Đình Sinh này. Đừng quên là hãy chia sẻ cho em nhé, còn nhiều xe lắm ạ. Bên đây thì em có cho khách hàng nhà mình một chiếc xe bán tải 2 cầu, 4x4 là 2 cầu này. Và em này là một chiếc xe Isuzu D-Max biển thủ đô Hà Nội với nước sơn màu đỏ cà rốt nhé. Màu đỏ cà rốt chứ không phải là đỏ chói đâu ạ, đỏ rất là đẹp luôn. Máy dầu số tự động đời 2016, đăng ký là cuối tháng 12/2017. Tuổi thọ của em nó là ngang với 2018 rồi. Mà giá chỉ có bao nhiêu ạ? 535 triệu thôi ạ. Isuzu D-Max đây, máy dầu. Bán tải cho em này, lên thùng cao rồi. Lên thùng cao rồi, khách hàng về cứ thế là đi thôi, không phải thêm thùng nữa. Bình thường nếu như mà chưa có thùng phải lên thùng mất mười mấy triệu luôn. Thì em này có thùng rồi nhá. Và điều đặc biệt là bốn lốp xe là một dàn lốp mới luôn, lốp sơ cua. Lốp sơ cua của em Isuzu D-Max này em còn chưa hạ cơ. Lốp sơ cua còn chưa hạ thì khách hàng phải biết rằng xe nó đẹp như thế nào, đi ít như nào đúng không ạ? Xi nhan trên gương này 535 triệu. Máy dầu, 2 cầu, số tự động đẹp, 2 cầu điện nhé, các bác nhìn này. 2 cầu điện, ghế da này đẹp căng luôn. Cam hành trình có này, màn hình cam hành trình to luôn nhé. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, màn hình cam hành trình có luôn này. Màn hình giải trí có rồi. Isuzu D-Max 535 triệu, động cơ là 2.5, máy dầu 2 cầu, số tự động. Đời 2016, đăng ký vào tháng 12/2017 đây. Rất là nhiều chế độ option cho em luôn. Xe này rất là đẹp, đẹp đến lỗi mà lốp sơ cua còn chưa hạ thì khách hàng biết rồi đấy, rất là đẹp luôn. Biển thủ đô Hà Nội.
Nếu như khách hàng nào chưa đủ tài chính thì đối với những em như thế này là có thể hỗ trợ cho mình này. Ít nhất là 50% giá trị xe khi các bác trả góp ngân hàng thì có thể này. Chiếc xe nào mà có thể hỗ trợ được trả góp ngân hàng thì em sẽ nói luôn nhé. Nhưng chiếc xe này ít nhất là 50% giá trị xe. Thủ tục thì cực kỳ nhanh gọn luôn. Em chào anh Khánh Phùng này, chào anh Út Nê này, chào anh Nguyễn Hữu Chiến này và chào anh Hùng Hoàng này. Các anh ơi có xem xe thì cũng bình luận vào đây ạ. Nói chuyện cùng em cho em vui nhé. Nhiều khi các bác cứ ngại nói trên trực tiếp trên pha trên lúc mà em live stream này, đến lúc em ra rồi bắt đầu mới bình luận hỏi này. Hỏi trực tiếp trên đây cho em, có gì không thắc mắc, có gì cần xem kỹ thì cứ hỏi luôn trên live stream. Thì lúc đấy em sẽ nhìn thấy bình luận là em sẽ quay luôn trả lời luôn nhé. Ở đây em có một chiếc Captiva đời 2007, số sàn động cơ là 2.4. Em đang bán là 215 triệu. À, em này số tự động. Đèn bi salon, đèn gầm đầy đủ này. Xin nhan trên gương, Captiva đây ạ. Em này là số sàn đúng không? Em này số sàn ạ. Màn hình giải trí có rồi, cỡ vừa thôi. Captiva 215 triệu, động cơ là... Đây, động cơ đây. Động cơ là bao nhiêu nào? 2.4 Captiva số sàn đây, 215 triệu, đèn bi salon cực to luôn. Santa Fe máy dầu thì em có một mẫu xe Santa Fe máy dầu bản đặc biệt này. Đời 2009, bản nhập khẩu, số tự động 2 cầu, máy dầu, xe đăng ký 7 chỗ ngồi, 468 triệu. Nếu như bây giờ mà khách hàng quan tâm về số tự động 7 chỗ ngồi mà máy dầu tầm tiền hơn 400 thì em có Santa Fe này, bản đặc biệt 10 túi khí nhé. Số tự động, màn hình giải trí OLED, ghế da xịn sò, có cửa lóc. Và Kia Zondo máy dầu mà vừa rồi em đã quay kia kìa, biển 37 đấy, cũng là Zondo máy dầu 7 chỗ ngồi, bằng tiền nhau luôn, 468 triệu. Isuzu D-Max cũng là máy dầu 2 cầu, số tự động cho em. Còn bên đây thì một cái màu sơn rất là đáng yêu luôn. Một em Kia Morning Van, đăng ký 2 chỗ ngồi, số tự động, siêu bán tải hay gọi là siêu bán tải này, 240 triệu đời 2013. Số tự động cho em nhé, bản nhập khẩu đây ạ. Màn hình giải trí có rồi, ghế da đẹp căng. Trong xe thì có một cái mùi rất là thơm luôn. Hệ thống điều hòa làm mát rất là thơm luôn. La răng thể thao đầy đủ cho em nhé. Phanh đẹp rồi. 240 triệu cho chiếc xe Kia Morning. Em siêu bán tải với nước sơn màu mặn đỏ như thế này, rất là đáng yêu luôn. Biển 36 này. Bên đây thì có cả Captiva số sàn đời 2007 nữa đây ạ. Con này thì 210 triệu. 210 triệu Captiva đời 2007, động cơ trang bị là 2.4, biển 88 Vĩnh Phúc ạ. 2.4 số sàn nhá, 2010. Vậy là em có hai chiếc Captiva này. Chào bác Giang Hân này, chào anh Nguyễn Duy Mạnh này, nhiều xe đẹp quá, chào người đẹp. Cảm ơn tất cả khách hàng đã cùng em Lê Hương xem buổi báo giá này của em nhé. Đừng quên là hãy chia sẻ một nút cho em lên trang cá nhân này, trang hội nhóm giúp em nào. Bên đây thì em có cả Spark này, một chiếc xe Spark tập lái khách hàng nhà mình. Số sàn đời 2009 này, động cơ trang bị chỉ có là 0.8 thôi. Spark màu đỏ đẹp, 93 triệu rồi còn có 85 triệu thôi. Cắt lỗ nhanh chiếc Spark này. Bác nào mà tập lái thì đi chiếc xe này quá là ok luôn này. Em chào bác Lê Lui này. Còn bên đây lại là CDX đây. Chào hoa hậu. Ôi, hoa hậu gì đâu anh, hoa hậu làm gì có ai đen như em đâu. CDX biển 34388, biển số rất là đẹp luôn. Đời 2009 này, nhập khẩu 1.6 số tự động CDX, 238 triệu. Cam hành trình có, cam lùi có. Đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 12 2022. Đề lỗ thông minh, cửa lóc đầy đủ này, la răng thể thao và phanh ABS. CDX rất là nhiều luôn. Bên đây cũng có một chiếc CDX nữa. Em này để biển bao nhiêu nè? Em biển này này là biển 20A này. Em này biển 34 của em này biển 20 nhá. CDX ạ. Captiva thì em có này anh này. Captiva đây. Ba, hiện tại em đang có 3 chiếc Captiva. Captiva 210 triệu này là chiếc là biển 88 Vĩnh Phúc này. Còn chiếc kia là Captiva 215 triệu này. Anh Lê Lui để lại số điện thoại ở dưới bài livestream của em này. Anh Vùng Hình bảo là anh Hùng Vinh này. D-Max đi em, D-Max đây anh ơi. D-Max 535 triệu, số tự động, 2 cầu máy dầu, 2 cầu điện cho em này. Lốp, một dàn lốp mới này. Lốp sơ cua em vẫn chưa hạ. Lên thùng rồi. Lên thùng rồi.
biển thủ đô Hà Nội, màn hình giải trí có đầy đủ cho em ghế da zin, cam kết không đâm xô, không ngập nước, xin nhan trên gương. Bản này là 2 chấm mấy nhỉ? Đê mắc nhập khẩu này, bản này là 2.5, 2 cầu máy dầu số tự động. Màn hình giải trí có rồi nhá, cam hành trình đây anh Hùng ơi này, anh Hùng Vinh này, màn hình có rồi. Lốp sơ cua còn chưa hạ thì anh phải biết rằng xe nó zin nó đẹp như thế nào đúng không ạ? Isuzu D-Max 535 triệu, bao rút hồ sơ, khách hàng đến xem xe lại bớt, tiếp tục bớt tiếp nhá. Mình lên xem này. Dạ em chào anh Hà Lê, em chào anh Lương Xuân, Lương Lê Xuân này, chào anh Hùng Ngô này. Các anh chị muốn xem xe nào thì cứ bình luận cho em này. Anh Hùng Vinh ơi, để lại số điện thoại cho em sẽ gửi cho mình video và chi hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe Isuzu D-Max này. 2.2 à, 2 cầu máy dầu, 4x4 là 2 cầu máy dầu cho em nhé. 535 triệu. Bao rút hồ sơ. Khách hàng nào thiện chí để lại số điện thoại bớt tiếp cho mình. Bớt tiếp cho mình luôn. Captiva số tự động em đang tạm hết rồi anh ơi. Anh nuôi ơi, em đang tạm hết rồi. Captiva em còn số sàn thôi. Captiva em còn số sàn. Số tự động em còn Santa Fe, Kia Zondo máy dầu anh nhé. Bên đây em có một em siêu bán tải nữa đây. Một chiếc Spark Van tập lái đăng ký 2 chỗ ngồi. Nhìn cái đèn pha của em nó còn sáng hơn cả tương lai của em luôn. Đèn pha phía trước còn sáng hơn cả tương lai của em Hương luôn. Màu bên ngoài là màu xanh lá này. Đèn pha được rất là sắc luôn. La răng thể thao này, 85 triệu ghế da hai màu. Ghế da hai màu đỏ và màu đen kết hợp với nhau, điều hòa mát lạnh. Có Zio 2015 không? Em có Zio 2015 nha anh nhá, anh Xuân Cường nhá. 2015 nhập khẩu nguyên chiếc, động cơ là 1.4, em đang bán là 325 triệu. Lúc đầu livestream em đã quay rồi. Cùng em xem hết buổi video này, một chút nữa ra bên ngoài em lại quay tiếp cho anh xem nhé. Nhiều xe đẹp quá, em cảm ơn anh Lưu Công Tuyến này, anh Xuân Cường, anh Nguyễn Đăng Mận, à Nguyễn Đăng Hậu này, à Mậu Mậu, anh Nguyễn Đăng Mậu này, anh Dũng Lê này. Đừng tiếc những lượt chia sẻ nhé, nó hoàn toàn miễn phí thôi. Một nút chia sẻ này, em giảm 1 triệu, chỉ cần 10 nút thôi là đã có 10 triệu đồng rồi. Ford Fiesta đời 2011, nước sơn màu đỏ đẹp đây ạ. Nước sơn màu đỏ đẹp 1.6 này, biển thủ đô. Em đang bán là bao nhiêu? 280 triệu đời 2011 này. Động cơ 1.6 nhá. Đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 6/2012 hết rồi. Hết đăng kiểm rồi, khách hàng nào chốt xe em sẽ làm đăng kiểm mới cho mình này. Màn hình giải trí OLED nhá, động cơ 1.6. 280 triệu có xe số tự động đi. Dưới 300 triệu thì đi Ford Fiesta cho em đi. 280 triệu thì có Ford Fiesta này. Em còn có cả Kia Morning nữa cơ. À Hyundai i10 2014 này. Bác Phương Thảo ơi, bình luận nào em mấy? Oi Suzu à, hay như nào ạ? Isuzu phải không chị? Bán tải Isuzu, hai cầu máy dầu. Đời 2016, đăng ký cuối tháng 12/2017. 535 triệu chị ơi. 535 triệu, xe mới zin toàn xe luôn. Lốp dự phòng em còn chưa hạ cơ, còn nguyên lốp dự phòng luôn. Có cái gì ạ? Anh Dũng Lê bảo là có số sàn 7 chỗ không ạ? Số sàn mà 7 chỗ mà hơn tầm hơn 400 mà. Số sàn mà 7 chỗ thì em chỉ có số sàn hơn 207 chỗ thôi. Em có Captiva anh Dũng ạ. Captiva này, Captiva này em có hơn 7 chỗ. À có hơn 200 thôi anh ạ. Isuzu máy dầu 5 chỗ ngồi đây. Bán tải 5 chỗ ngồi em đang bán là 535 triệu. Có thương lượng, có thương lượng thêm nhé. Em like buổi tối anh thấy có nhiều người vào xem hơn trưa. Buổi trưa cũng nhiều khách hàng xem anh ạ. Nhưng mà lắng quá em không đủ sức khỏe để like, nên em sẽ like sang like tối này. Bên đây thì em có một chiếc xe Vios số sàn đây ạ. Vios bản e xịn này, đời 2016, nước sơn màu vàng cát đẹp đây. Ốp mạ chrome chân tay lắm cửa rồi, xin nhan trên gương. Toyota Vios đời 2016, giá hạ thu rồi đây này. 355 triệu, bao rút hồ sơ. Form dáng mới nhá. Các anh các bác nhìn cho em này, form dáng mới này.
rất là đẹp luôn. Gương kính cụp chỉnh auto cho em form dáng mới rồi, 355 triệu đời 2016. Số sàn 1.5 Toyota Vios bản e xịn, không hề qua taxi này. Cam kết zin toàn xe, test 36 như thế này. Quay Captiva phải không anh Dũng Lê? Captiva thì em có nhá, Captiva số sàn 7 chỗ ngồi, 210 triệu và 215 triệu. Khách hàng đợi em một chút này. Em chào anh Đức Ngọc này, đợi em một chút để em quay Captiva cho anh Dũng Lê xem này. Một chiếc xe Captiva biển 88 Vĩnh Phúc, 88 Vĩnh Phúc, đèn bi salon, đèn gầm có này, 7 chỗ ngồi gầm cao, đời 2007, số sàn, động cơ là 2.4. Em đang bán là 210 triệu đồng. Xin nhan trên gương, kệ bước chân lên xuống này. Đăng ký đăng kiểm thì em này sắp hết rồi. Nếu như mà anh chốt là em sẽ đăng ký đăng kiểm lại nhá. Bên trong ghế da còn nguyên cho em. Áo da cực sạch đẹp này. Vô lăng là 4 chấu nhá, ghế da đẹp, màn hình giải trí có rồi. 210 triệu đồng cho chiếc xe Captiva biển 88 Vĩnh Phúc. Lốp xe thì rất là to luôn, la răng 5 chấu đẹp. Phanh ngã lăng răng 6 chấu này. Phanh ABS này, ốp hết mạ chrome rồi. Gương này đầy đủ cho em nhé. Cam cảm biến phía sau này, 4 mắt cảm biến phía sau. Mà giá chỉ có bao nhiêu? 210 triệu đồng, quá là rẻ luôn. Captiva bác nào từng đi sẽ biết rồi. Xe rất là đẹp luôn. Captiva đấy anh nhé, để lại số điện thoại thì em sẽ gửi cho mình hình ảnh này và video chi tiết nhất về chiếc xe Captiva bên em. Em chào anh Lê Xuân Trường này, chào anh Hà Văn Hưng này. Đừng quên là hãy chia sẻ cho em Lê Hương ấy ạ. Để lại cho em Lê Hương số điện thoại ở đây ạ. Bình luận cùng em Lê Hương, chia sẻ cho em Lê Hương lên ạ. Thả tim thả like lên. Số điện thoại em ghim dưới màn hình rồi, 0354602790. Thiện chí điện cho em thôi là giá đã quá là ok rồi. Ở bên đây thì có một chiếc xe Chevrolet Cruze đời 2011, động cơ 1.6, số sàn em đang bán là 268 triệu. Chevrolet Cruze số tự động, form dáng đẹp luôn. Biển 34 bánh đậu xanh nhá. Đèn halogen này, đèn gầm đầy đủ cho em, 268 triệu. Vâng, em cảm ơn anh Lý Văn Dậu này. Em cảm ơn anh Hà Văn Hưng này, Kia Morning à. Chào Huy Cùa này. Em chào anh Trần Phùng này. Kia Morning ở đây, đợi em một chút này, sắp đến Kia Morning rồi. Một chiếc xe Hyundai i10 bản đủ nhập khẩu đời 2016, số sàn, động cơ là 1.0. Bản đủ có gì? Túi khí an toàn, có xi nhan trên gương, nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa. Em này em đang bán là 255 triệu đời 2016 nhá, 255 triệu. Kia Morning thì đây anh ơi. Kia Morning này. Hyundai i10 kia là biển 19 nhá. Hyundai i10 nhập khẩu 255 triệu là biển 19 này. Còn Kia Morning màu trắng này là biển 14 này. Kia Morning đời 2017, động cơ trang bị là 1.25, giá chào bán là 246 triệu. À Vios đúng không anh? Vios anh Quân Góc ơi, anh Quân Góc để lại số điện thoại cho em. Vios màu đen đấy hình như là có 170 mấy triệu thôi anh ạ. Giờ em nhớ rồi, hình như là Vios đúng rồi. Vios màu đen 178-79 triệu. Có màn hình giải trí, có đề lổ thông minh. Nhưng mà hôm nay thì xe không có ở nhà anh ạ. Vừa rồi thì một anh đánh đi đâu rồi, đánh đi đâu rồi, không có ở nhà anh nhá. Mai em sẽ gửi. Em có video này, có hình ảnh chi tiết về chiếc xe Vios đấy rồi. Để lại số điện thoại cho em này, em sẽ gửi cho mình hình ảnh và video chi tiết này. Em chào chị Hà Trần này, chào anh Thái Nguyễn này, chào anh Trương Văn Hùng nhé. Kia Morning 240 triệu, đời 2017, số sàn đây ạ. Lước sơn màu trắng đẹp, đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 4, 2023. Ghế da đẹp, màn hình giải trí cỡ vừa. Kia Morning đây nhé. Hơn 200 triệu có Kia Morning đi, lước sơn thì màu trắng đẹp. 240 triệu thôi ạ. Anh Quân Góc ơi, để lại số điện thoại cho em này. Ở đây thì có một chiếc xe Jolly 8 chỗ ngồi, toa đùng vật vã luôn mà chỉ có 135 triệu thôi. i10 thì em có cả Hyundai i10 bản nhập khẩu đời 2014 này. Em đang bán là 195 triệu. Quá là nhiều xe luôn. Nếu như khách hàng mà quan tâm thì em có cả Zio nhá.
một chiếc xe Zio nhập khẩu số tự động đời 2016 này. Kia Zio này, Huy ơi, nếu như mà thích màu bạc thì có cả màu bạc đây. Kia Zio này, 395 triệu đời 2016, động cơ 1.4. 5 chỗ ngồi số tự động đây. Đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 5 2023. 395 triệu. Xin nhan trên gương. Xin nhan trên gương này, tổ hợp phím bấm chân vô lăng có ga tay nhá. Màn hình giải trí có rồi, sấy sưởi kính đầy đủ luôn. Kia Rio đây ạ, một bác yêu thể thao. Manchester United. Kia Rio nhá, 395 triệu số tự động đẹp. La răng thể thao, phanh ABS đầy đủ à. Đừng quên là hãy chia sẻ cho em đây nào. Em chào anh Nguyễn Đức Duẩn đúng không ạ? Kia Rio đây nhá. Ai chà. Vios có phải chiếc xe này không nhỉ anh Quân Cóc nhỉ? Để em so lại biển số là. À không phải rồi, đây là Vios biển 38 rồi. Một chiếc xe Vios biển 38 đời 2008 số sàn 1.5. Em đang bán là 179 triệu. Cam hành trình có, cam lùi có ạ. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí có luôn, 179 triệu. Em chào anh Đỗ Hữu Huỳnh này. Bên đây thì có một chiếc Santa Fe bản Gold máy dầu đời 2002, đăng ký là 2007 nhé, số tự động 2.0. 2.0, em đang bán là 225 triệu cho chiếc xe Santa Fe bản Gold này. Nhiều xe lắm luôn. CDX đen có này, em có cả bạc luôn. Một chiếc xe CDX đời 2009 nhập khẩu này, với lớp sơn màu bạc biển 34, số tự động nhập khẩu. Em đang bán là 239 triệu, cửa lóc, để lỗ thông minh. Xin nhan trên gương, la răng thể thao đẹp luôn. Còn có một em lồi đồng gối đá nữa, mang tên là Corona Antis đời 2010, số tự động. Bản này 2.0 em đang bán là 395 triệu. Corona Antis này, Kia Corona Antis này, Vios này và Camry này là những cái dòng xe mà thương hiệu rồi, phá không hỏng cơ. Tà 7 chỗ ngồi số tự động thì em còn có cả Kia Carren đời 2008 này, Kia Carren 2.0, 7 chỗ ngồi, em đang bán là 285 triệu. Em chào bác Đỗ Hữu Minh này, chào bác Huy Minh này, chào bác Bin Tôm này. Chia sẻ cho em đây nào. Rất là nhiều xe đẹp luôn, 8 giờ rồi mà khách hàng vẫn đến xem xe. Vẫn đến xem xe bên em này. Các bác nhìn này, khách hàng đến này. Đấy, mở cửa cả ngày luôn. Nếu như mà ban ngày nắng quá ngại đi, các bác có thể đến tối nhá. Em vẫn ở đây tiếp khách hàng nhà mình luôn. Em chào anh Khánh Nguyễn nhá. Quá là năng lượng cho một buổi livestream ngày hôm nay này. CDX màu này là gọi là màu gì nhỉ? Tự dưng nó quáng quá không nhìn rõ là màu gì. CDX màu xám xanh, 248 triệu đời 2009, 1.6 số tự động. Bộ 248 triệu thôi. CDX có đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, cam lùi và có cửa lóc nhá. Đã là CDX phải có cửa lóc và phải có đề lỗ thông minh. Em chào bác Xuân Nhất này, chào bác Mai Nguyễn này. Chia sẻ cho em lên nào. Chia sẻ cho em lên nào. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Kia Rio nhập Hàn em có nhá. Kia Rio em có nữa này. Đời 2014, Kia Rio đây. Đời 2014. À em xin lỗi, đây là Kia Rio đời 2015. Giá chào bán là 325 triệu này. Nếu như khách hàng thích màu đỏ này, em còn có cả i10 bản đủ đây. Hyundai i10 bản đủ với lớp sơn màu đỏ đẹp đời 2015 nhập khẩu. Bản đủ có gì? Xin nhan trên gương. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa. Đèn gầm đầy đủ, đèn là đèn bi-salon. Bản đủ thì hai phanh bánh trước là phanh ABS cho em. 245 triệu cho chiếc xe i10 bản đủ đời 2015. Em chào anh Vũ Xuân 4 này. Em chào anh Xuân Nhất này, chia sẻ cho em nào. i10 bản đủ màu đỏ thì em đã lên cả đà cái gì nhỉ? Trần da 3D đẹp này. Bộ ghế da cũng phải là chất lượng, phải đầu tư mới được bộ ghế da đẹp như thế này. Màn hình giải trí có rồi, có luôn cả đề lỗ thông minh, có cảm biến phía sau, tắt bật cảm biến luôn, gương kính cụp chỉnh auto cho em. 245 triệu i10 bản đồ nhá, 2015. 325 triệu Kia Zondo biển 14 này, em có cả Kia Zondo biển 15 nữa. Kia Zondo biển 30 Hà Nội nữa. Hạ 325 triệu. Wow, bán tải đây. Khách hàng nào thích bán tải nào.
em rất là nhiều bán tải luôn. Một chiếc bán tải Ford Ranger Wildtrak bản 3.2, máy dầu. Bản này là bản 3.2, em đang bán là 845 triệu máy dầu Wildtrak đây. Em này thì nó nhiều option lắm. Màn hình giải trí có rồi. Ôi dồi ôi, đi ngã. Màn hình giải trí có rồi. Em này này, ga tay tự động Cruise Control này. Đèn pha để tự động cụp chính khi mà gặp chướng ngại vật. Gặp chướng ngại vật thì em nó tự động cụp đèn pha nhá. Đấy, nó không vênh váo đâu. Mà nhìn phía trước có đèn hay có xe là đèn pha nó sẽ tự động hạ xuống. Không cần phải hạ đâu ạ, không để chói mắt người đi đường đối diện đâu nhá. 845 triệu, số tự động 2 cầu. Máy dầu. Có cả chế độ chống trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo ngang dốc, khóa cầu V-side, hỗ trợ cả đổ đèo. Và có cả tất bật cảm biến cho em. Ga tay tự động Cruise Control luôn. Bán tải đây ạ. Ford Ranger. Bán tải Wildtrak 3.2, 845 triệu. Chào Lan Hương nhé. Hôm nay thì chị quen không gửi cho em video về chiếc xe Kia Rio đấy này. Nếu mà thích đi số sàn thì có Kia Rio đời 2015 bản nhập Hàn cũng đẹp này em này. Nhưng mà là số sàn, nếu như mà em đăng ký số tự động thì khó đi. Kia Rio đời 2015 số sàn màu trắng đẹp. 1.4 em đang bán là 325 triệu. Còn có cả Kia Rio số tự động nữa. Như màu xám này Hương này. Xem lại màu xám đi. Rồi mai chị hứa là sẽ lên video chi tiết cả hai màu cho em. Quên mất, nay nắng quá chị quên mất không nghĩ ra. Kia Rio bản nhập khẩu đời 2016 nhá. Em đang bán là 395 triệu. 395 triệu nhập khẩu đây, nước sơn màu bạc đẹp này. Đèn halogen này, đèn gầm là đèn bi. Anh Trần Thạch đợi em một chút nhé. La xăng thể thao phanh ABS này. Xi nhan có ở trên gương. Xe đẹp căng luôn. Có ga tay tự động Cruise Control này, màn hình giải trí này. 395 triệu cho chiếc xe Kia Rio. Số tự động này. Mazda thì em chỉ còn Mazda 3S màu đỏ thôi. Mazda 3S màu trắng thì nay có khách cọc rồi anh ơi. Mazda 3S em có Mazda 3S màu đỏ nhá. Mazda 3S màu đỏ đây. 285 triệu đời 2009 này. Nhập khẩu số tự động 2.0, nước sơn màu đỏ đẹp luôn. Rất là đẹp luôn ạ. Mazda 3S đây ạ. Em lại bắt đầu bị ấn comment không nhìn thấy rồi. Em chào anh Luật Bro này. Chào anh Lê Hiếu nhá. Chào anh Hoàng Hoàng Huyên hay là gì ạ? Chào anh Hào 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 Phan này. Chào anh Nguyễn Thành Trung này. Mazda 3S đời 2009 nhập khẩu, số tự động em đang bán là bao nhiêu? 285 triệu bao rút hồ sơ. Cửa lóc đầy đủ cho em. Màu đỏ đẹp luôn ạ. Xe đã bán rồi, Vios nhiều này. Kia Morning thì có số tự động 295 triệu nhưng mà em đang cho đi dọn rồi, mới về. Còn có cả Kia Morning Sport đời 2011, đăng ký 2012 mà giá chỉ có bao nhiêu ạ? Giá chỉ có 145 triệu thôi. Nhiều xe lắm này. Bán tải em cũng có nhá. Em để em chỉnh cái điện thoại một chút đã. Đây Hyundai Accent này. À, Hyundai gì đây? Nhìn xa quá không nhìn rõ rồi. Một chiếc xe Hyundai i10 đời 2014, số tự động đẹp cho em này. Bản này nhập ấn cho em. Nếu như dưới 300 triệu đi số tự động thì khách hàng hãy đi cho em i10 đi. Bản nhập khẩu đời 2014, giá thì có 295 triệu. Màn hình có, cam lùi có, cam hành trình có ạ. Nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa này. Đề lỗ thông minh cũng có luôn. 295 triệu, máy số gọi là cực ngon luôn. Bản 1.0, siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em. Năm chỗ ngồi gầm cao thì em có EcoSport nhá, đời 20 bao nhiêu nhỉ? 2015, 2016 và 2018 này. Mẹc C250 này, ôi nếu như mà cố lên được thì đi mẹc rất là đẹp luôn. Mẹc C250 bản Blue cao cấp nhất với nước sơn màu đỏ đẹp này Hương ơi. Mẹc C250 này. Rất là đẹp luôn, biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu đỏ đẹp luôn. Mẹc C-Benz bản Blue cao cấp này.
hơn 400 một chút thôi. Em chào anh Lò Thành này, chào anh Huỳnh Minh Tình này, chào anh Vương Lợi này. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em Lê Hương ô tô Hải Dương. Khách hàng nào mà quan tâm về mẫu xe nào thì để lại bình luận phía dưới cho em. Vừa rồi thì em đã báo giá rất là nhiều xe đang được chào bán bên em Lê Hương ô tô Hải Dương. Khách hàng nào mà quan tâm về bất kỳ một mẫu xe nào bên em thì cứ để lại bình luận ở phía dưới cho em nhé. Đây, anh Mạnh Hỏa thì hợp đi xe màu gì? Mạnh Hỏa, Mạnh Hỏa thì nó cũng không kén màu nhiều đâu. Nhưng em cũng là Mạnh Hỏa đây. Trắng này, xanh này, Mạnh Hỏa này màu xanh này, màu trắng này. Nói chung là Mạnh Hỏa nó cũng không kén quá là nhiều màu đâu ạ. Em chào anh bác Dương Thủy này, chào em Hương Sinh Gái Nhé này, em chào bác Ba Nguyễn này. Các anh quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại bình luận cho em này, để lại bình luận phía dưới bài livestream của em. Xe nào thì em cũng bớt luôn, vẫn linh động về giá nhé. Cái giá mà em báo lên là cái giá mà em liêm yết rồi. Nhưng khách hàng nào thiện chí thì em vẫn để cho mình một cái giá hợp lý nhất này. Nói nhiều quá nó khát cả nước luôn ạ. Còn bây giờ thì em cũng có lẽ là em xin dừng buổi báo giá ở đây. Rất là nhiều khách hàng quan tâm về mẫu xe đang được chào bán bên em Lê Hương này. Cảm ơn tất cả khách hàng đã cùng em Lê Hương đi hết buổi báo giá livestream ngày hôm nay. Những khách hàng nào mà quan tâm về mẫu xe nào thì cứ để lại bình luận cho em nhé. Hoặc alo ngay cho em qua hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Cũng như là địa chỉ bày bán bên em là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Rất mong là sau cái buổi là báo giá ngày hôm nay của em thì sẽ nhận được nhiều cuộc gọi từ khách hàng thân yêu của em nhé. Nói luôn tục một tiếng đồng hồ, cả ngày tiếp khách chốt rất là nhiều xe luôn. Nên là đến tối là có một chút gì đấy là em nói nó hơi bị nhịu. Đừng quên là khi trước khi ra buổi báo giá này của em thì cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ nhé. Còn có lẽ là bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào buổi tối ngày mai lúc 19 giờ, tức là 7 giờ tối nhé. Còn bây giờ thì em xin chào ạ. Đừng quên là trước khi ra hãy chia sẻ cho em Lê Hương lên nhé.